Xin chào các bạn, mình là Văn Hưng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CIS. Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ án quân nhân tử vong trong thời gian đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ. Một vấn đề được nhiều người quan tâm là cơ quan nào có thẩm quyền điều tra đối với vụ án quân nhân tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự? Sau giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu câu trả lời thông qua video hôm nay. Căn cứ vào Điều 163 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự gồm 4 cơ quan sau. Một là cơ quan điều tra của Công an Nhân dân. Hai là cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân. Ba là cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Và bốn là cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Theo đó, cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân sẽ điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự. Vụ án quân nhân tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự. Do đó, theo quy định pháp luật, cơ quan điều tra trong quân đội có thẩm quyền điều tra đối với vụ án này. Thực tế, theo đại diện quân khu 1 của Bộ Quốc phòng, ngoài cơ quan điều tra trong quân đội, còn có Công an tỉnh Thái Nguyên tham gia điều tra đối với vụ án quân nhân tử vong. Sau giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm gì? Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu không có dấu hiệu tội phạm thì vụ án sẽ bị đình chỉ. Trường hợp thứ hai, nếu có dấu hiệu tội phạm hình sự thì cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Việc khởi tố vụ án hình sự nhằm mục đích để chứng minh, xác định hành vi phạm tội của một con người cụ thể. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Như vậy, tùy vào người thực hiện hành vi tội phạm, người bị hại hay địa điểm thực hiện hành vi tội phạm sẽ do cơ quan điều tra khác nhau tiến hành. Đối với vụ án quân nhân tử vong, hiện các cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra và sẽ kết luận về nguyên nhân dẫn tới quân nhân tử vong. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn có thể để comment bên dưới video này. Công ty luật sẽ tổng hợp để giải đáp pháp lý chung trong các video lần sau. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu bạn là Việt Kiều đang sinh sống ở nước ngoài, bạn có thể đăng ký song tịch để có thêm quốc tịch Việt Nam, thuận lợi cho việc đầu tư, sở hữu bất động sản, kinh doanh, làm việc tại Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nếu bạn quan tâm.